Tiền mặt bằng cao quá. Thực ra thì cố vẫn được, nhưng mà đằng này người ta lại bắt mua lại hết trang thiết bị ở đấy, mà toàn đồ đắt tiền thôi chứ. Phải đến 200 triệu có ít đâu mẹ. Nhưng mà nó lại là toàn đồ tốt. Mình mua được cái giá đấy cũng đã hời rồi. Cái con chủ cửa hàng ấy, nó lấy một cái thằng chồng đại gia. Bây giờ nó có chửa rồi, chồng nó bắt nghỉ đẻ ở nhà, cho nên là cái cửa hàng đấy chỉ giao cho nhân viên nó tự làm thôi. Sang nhượng quán nhá, mà coi như là phải đòi được giá này, xong lại còn phải hợp duyên nữa. Kiều thế chứ lị. Ô, thế thì có phải là cái cửa hàng to đùng ở trong phố chợ không ạ? Ừ. Mà cái con bé chủ cửa hàng đấy tên là Lan đúng không ạ? Đúng rồi đấy. Ô, thế thì cháu chơi với chồng nó đấy. Thế à? Vâng. Ê, nhưng mà con bé này như kiểu nó không cần tiền hay sao ấy. Thét giá lên tận trời mà nói chuyện như đuổi khách ý. Vâng, nếu mà đúng là cái nhà đấy nó không cần tiền đâu. Hai vợ chồng nhà nó là suốt ngày sang nhà hàng của cháu ăn nhậu. Ừ. Cháu ngồi với chúng nó suốt đấy. Thế à? Cái giới tinh hoa ở cái xã này làm gì có cái chỗ nào tụ tập ngoài nhà hàng của Bính đâu. Nếu mà cô và em ấy mà kết ấy thì để cháu đàm phán thương lượng giúp cho. Không cần đâu anh Bính ạ. Chết rồi còn sĩ. Được như thế tốt quá. Cá chuối đắm đuối vì con. Cô khổ với cái con này bao nhiêu lần rồi đấy. Thế Bính giúp nhá. À, thế cô cứ để đấy cho cháu ạ. À. Để anh, để anh. Nhấc lên. Anh đây, anh đây. Mẹ ơi, nhẹ tay thôi. Để anh, để anh. Thu này. Sao Thu có mệt không? Để anh đi mua cho Thu cốc nước chanh nhá. Hết chưa mẹ? Hết rồi đấy. Ôi giời, thôi thôi. Vứt mấy cái đồ này đi. Ở bên kia toàn là đồ tốt thôi. Làm gì có chỗ để mấy cái thứ này. Bên đấy đã có bếp điện xịn sò rồi. Bỏ đi. Thu ơi, em mang mấy cái này sang đấy làm gì? Mang sang chỉ tổ chật kho với lại cả bán đồng nát thôi chứ làm gì đâu. Anh làm biển mới rồi. Anh làm biển mới rồi ạ? Ừ, anh làm xong rồi, đầy đủ hết rồi. Sao anh không hỏi ý kiến tôi mà lại tự động làm như thế? Thì anh ấy thấy mày nhiều việc, anh ấy giúp cho còn cái gì nữa. Người ta cũng là cái ý tốt mà, sao mày cứ phải cắm ca cắm cẩu thế? Không sao cô ạ, đấy là việc cháu nên làm. Anh Bính ạ, đây là việc của em, lần sau anh đừng có can thiệp vào nữa. Thôi 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 thôi, sắp đến giờ nhập trạch rồi, tôi còn chưa đi lấy đồ lễ đâu. Thế để cháu đưa cô đi ạ. Ờ. Anh đi Thu nhá. Mạnh ơi, nhanh tay lên, vào giúp chị Thu đi. Xong rồi đấy, mẹ vào thắp hương để con mở hàng à? Cứ từ từ đợi tí. Nhưng mà đến giờ rồi mẹ. Khai trương chứ có phải đi đánh trận đâu mà cứ cuống lên thế nhỉ? Thế rõ ràng hôm qua mẹ bảo với con là phải thắp hương đúng giờ cho có lộc. Bây giờ mẹ lại nói như thế. Cho biết đường nào một lần. Chào chào cô. Ừ. Ôi. Cháu xin lỗi, cháu đến muộn tí. Không sao, vào đi em Thu, đợi mãi. Dạ vâng ạ. Hai đứa kia, nhanh nhanh lên.
Chào cô ạ, em là chị ạ. Giới thiệu với cô và em Thu, đây là Tâm, quản lý cửa hàng của cháu ạ. Chính thức từ hôm nay là cháu sẽ điều em Tâm sang đây quản lý cửa hàng mỗi khi cháu vắng mặt. Là sao ạ? Là quá tốt chứ sao. Cửa hàng rộng như thế này không có người quản lý là vất vả lắm. Dạ đúng rồi đấy ạ. Giới thiệu với Thu, đây là Dương, chuyên viên cắt tóc gội đầu ở trên huyện. Anh mời về đây để đỡ việc cho Thu. Là như nào ấy? Là như càng tốt chứ sao nữa. Có chuyên viên về hỗ trợ, cửa hàng đâu phải biết con ạ. Mẹ ơi nhưng mà con... Thôi, để nói sau. Bây giờ ra thắp hương đã, không có muộn giờ. Ai đưa, đi vào anh chỉ việc. Vâng ạ. Đi thắp hương đi con. Vâng. Xong rồi đấy. Của em hết bao nhiêu vậy ạ? À? Của em hết. À, thanh toán xong này này. Em là cắt với hấp nhỉ? Vâng. Thế là của em hết 300. Nhưng mà đang trong tuần lễ khai trương nên giảm giá 10%, còn 270. Em gửi anh. Anh cảm ơn nhá. Lần sau lại quay lại gái xinh nhá. Chị thích nhờ. Có ông chủ kiêm luôn cả Thu Ngân thế này. Nhất chị. Anh Bính này, lần sau những việc như này anh để tôi tự làm. Không người ta lại tưởng tôi với anh có gì với nhau, mang tiếng thôi ra. Chuyện thiên hạ Thu để ý làm gì, kệ người ta. Anh Bính ơi, kho em dọn sạch sẽ rồi đấy. Mấy cái lá linh tinh em bảo em vứt hết đi rồi. Ơ kìa, sao em lại vứt đi? Đấy là dược liệu ông nội Đô mang sang để phục vụ khách quen đấy. Em ra mang vào cho chị đi. Cái gì? Liên tha liên thuyên. Lần sau ở đây việc gì trước khi làm là phải ý kiến anh chị nhớ chưa? Còn bây giờ là vứt ở đâu thì ra mang vào đi. Nhanh nhẹn lên. Vâng. Thế cái tiền dược liệu Thu đã thanh toán chưa? Để anh vào sổ. Liên quan gì đến anh? Đấy là việc riêng của gia đình tôi. Không phải việc gì cũng tính được bằng tiền đâu anh Bính ạ. Ý anh là cái dược liệu đấy ở cái vườn của anh ấy nó đầy ra. Thế lúc nào Thu cần thì để anh bảo chúng nó nhổ mang qua đây cho Thu. Lần sau ấy, Thu bảo ông không cần phải mang qua nữa. Anh rảnh quá không có việc gì làm à? Mà sao cứ ở đây mãi thế? Anh đi về đi, để yên cho tôi làm việc.